Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn rút tiền con app tên là Đáp nha các bạn, ứng dụng công nghệ 5.0. Rồi để rút tiền, các bạn mở cái app lên, bạn mở app Đáp lên nha tất cả các bạn. Phan, các bạn chờ mình chút để mình vừa quay về trang chủ của nó nha các bạn. Rồi các bạn lướt vào cái mục Facebook của nó nè. Rồi các bạn nhắn tin với nó nghe các bạn. Các bạn chờ nó chạy chút xíu. Rồi các bạn bấm vào mục Messenger nghe các bạn. Messenger lên, các bạn quay về trang cá nhân của mình, các bạn chụp màn hình lên các bạn. Sau khi các bạn đủ 100 like, 100 like này yêu cầu các bạn là phải là thành viên cổ đông cổ tức của cái app này nha mới được các bạn. 100 follow các bạn mới nhận được 10 đô, còn các bạn mà chơi mà không có mua, không phải là thành viên của cổ tức thì các bạn, đây là ưu đãi dành riêng cho cổ đông cổ tức. Đối với thành viên chưa là cổ đông cổ tức của bạn, cần đạt 500 follow để được nhận thưởng là 50 đô. Vì là các bạn mắc đủ 500 lượt follow các bạn mới nhận được 50 đô các bạn. Rút tiền các bạn chụp ảnh avatar của mình đạt 500 đô, ảnh avatar của mình 500 follow các bạn. Rồi bạn ghi ghi số tài khoản thẻ ngân hàng của các bạn vào đây, hoặc là với địa chỉ với PayPal, ETH, Bitcoin gì cũng được nha các bạn. Thanh toán nhiều hình thức lắm nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc gỡ cái địa chỉ đó. Đây thì mình hướng dẫn lại cho tất cả các bạn đăng bài nha các bạn. Các bạn mở một match and win nè. Rồi các bạn vào một photo nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào dấu cộng nè, các bạn bấm vào một thứ chính giữa nha các bạn. Các bạn chọn một ảnh nha các bạn. Mình chọn cái này đi. Mình đăng lên, mình ghi follow em nhé. Rồi ok. Mời em trả lại. Rồi các bạn post bài lên các bạn. Vậy là sau khi các bạn đăng bài lên, có lượt follow là các bạn có tiền nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Đây thì mình làm khoảng 2 bữa, 3 bữa thì mình được 110 follow các bạn. Sau khi các bạn đủ 500 follow, các bạn chụp màn hình lên các bạn. Các bạn qua Messenger của nó. Các bạn gỡ cái địa chỉ lên nha các bạn. Đây thì nickname của mình là Quỳnh Nhân Ảnh. Các bạn nào có chơi thì vô phụ nhất. Nhớ follow mình to các bạn. Các bạn qua Messenger của nó nè. Yêu cầu chương trình nó nha các bạn. Đây mình cho cập nhật chương trình thông tin cho các bạn coi luôn nè. Mình có đăng lên một bài để mình tìm nha các bạn. Mình có đăng yêu không cả Phan, nay mình có đăng lên một cái bài viết tại đây nè. Đâu rồi ta? Còn bạn nào muốn mua cổ đông cổ tức thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua cổ đông cổ tức. Cái đó thì mua cổ đông DES thì lãi suất lợi nhuận nha các bạn. Nếu mà bạn là thành viên cổ đông cổ tức thì các bạn nhận 10 ETH khi đạt tổng 100 follow, nhận 40 ETH khi đạt tổng 500 follow. Còn đối với mình là chưa là thành viên của cổ đông cổ tức trên app này là các bạn có thể nhận 50 ETH khi đạt
tổng 500 follow, nhận 450 ít khi đạt tổng 5.000 follow, nhận tới 9.000 follow, tới 9.000 đô thôi, cứ dạy xuống hoài nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu thì các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình trả lời cho tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ cho mình đăng, nhớ bấm nút bấm chuông để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha.